Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay với chiếc xe Ford Explorer 2022, thì trên Ford Explorer 2022 có một tính năng rất hay, đó là mở cửa bằng mật khẩu có trên cái trụ A, trụ B này ở đây. Thì hôm nay Cường sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thứ nhất là mở mật khẩu bằng cái nút ở trên đó. Thứ hai là làm sao để lấy lại cái mật khẩu khi mà các bạn quên mật khẩu trên chiếc xe này. Tức là nhiều khi các bạn mua xe về, nhà đại lý họ cung cấp cho các bạn một cái mật khẩu, nhưng mà sau một thời gian sử dụng các bạn quên tịt nó đi, thì làm sao để lấy lại với cái mật khẩu đó. Và một số cái lưu ý khi các bạn sử dụng cái tính năng là mật khẩu bằng mở cửa trên cái trụ B, có những cái lưu ý gì để các bạn cùng lưu ý khi các bạn sử dụng xe để cho nó được đúng nhất và nó không xảy ra những cái không mong muốn với chiếc xe Ford Explorer 2022 này. Ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn tìm hiểu ngay với Cường qua video ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn có thể thấy trên cái màn hình, khi các bạn vuốt từ trên xuống dưới ở cái trụ B này, các bạn sẽ thấy hiện ra cái dòng số 12345678910 là 10 ký tự số. Thì với chiếc xe này thì Cường tất nhiên là xe mới cho nên Cường đã có mật khẩu của chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ giả sử Cường quên cái mật khẩu của chiếc xe này đi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại mật khẩu trên chiếc xe Ford Explorer này nhé. Tất nhiên các bạn phải có hai cái chìa zin của chiếc xe này và các bạn cầm theo các bạn để lấy lại cái mật khẩu. Bây giờ Cường sẽ mời các bạn nghe bây giờ lấy lại mật khẩu của chiếc xe Ford Explorer này. Bây giờ để lấy lại mật khẩu thì các bạn cầm trên tay hai cái chìa khóa zin của chiếc xe Ford Explorer này giúp Cường. Tất nhiên xe bây giờ đang ở trong tình trạng là khóa xe. Bây giờ các bạn hãy thực hiện tuần tự đúng như những gì Cường hướng dẫn thì nó mới ra cái mật khẩu nha. Nhìn cái công việc tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng các bạn chỉ cần làm sai một thao tác thôi, nó cũng không hiện ra mật khẩu cho các bạn đâu. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên khi xe ở vị trí khóa đứng im, các bạn hãy mở cửa xe vô bên trong. Vô bên trong ngồi, tất nhiên là chưa mở hệ thống điện gì hết, các bạn hãy đóng cái cửa này lại giúp Cường. Rồi bây giờ Cường đang ngồi trên Ford Explorer này. Cường có hai cái chìa khóa zin của nó ở đây. Thì các bạn làm thao tác giúp Cường như sau. Ở phía dưới bệ tì tay này nè. Đó, các bạn mở nó lên. Ở bên trong này nó sẽ có một cái vị trí để cho các bạn để cái chìa khóa ở đây nè các bạn. Đó, một cái ô vuông đây nè. Nó vừa vặn với lại cái chìa khóa luôn. Các bạn bỏ cái vị trí chìa khóa vào đây giúp Cường nha. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện cái thao tác giúp Cường như sau. Có một vài cái lưu ý trước khi Cường thực hiện là các bạn làm phải nhanh một xíu nha. Và các bạn không nổ máy nha các bạn. Các bạn chỉ cần khởi động hệ thống điện thôi, không cần nổ máy, và làm thao tác nhanh một xíu. Thì bây giờ Cường sẽ thực hiện ngay cho các bạn xem luôn. Lấy cái chìa khóa thứ nhất, không phân biệt chìa nào chìa thứ nhất nha, cứ lấy một chìa bỏ vào. Cũng không phân biệt là đứng ngang hay là mặt trước mặt sau, cứ bỏ vào ngay cái vị trí đó. Mở hệ thống điện lên. Rồi, đợi cho nó lên hết, đèn sáng đèn tắt đi. Rồi, lấy cái chìa khóa thứ nhất ra. Đặt chìa khóa thứ hai vào. Rồi, mở hệ thống điện lên. Rồi, nó hiện lên cái này, các bạn bấm OK đây nè. OK, OK, đó. Mật khẩu là 91551. Mật khẩu là 91551, các bạn nhớ nha, 91551. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn, mở khóa bằng cái mật khẩu đó cho các bạn luôn. Ok, các bạn lưu ý nha, không khởi động, không đề máy, chỉ mở hệ thống điện thôi. Chìa khóa thì không phân biệt là cái mặt nào á, các bạn bỏ cái mặt nào vô cũng được, miễn là vô đúng cái vị trí đó. Và thực hiện thao tác nhanh giúp Cường một xíu là nó sẽ ra. Rồi, bây giờ Cường sẽ lấy hai cái chìa ra nè. Đó, hai chìa nha. Rồi bây giờ Cường sẽ tắt điện và đi ra ngoài nha. Tất nhiên là phải cầm theo hai cái chìa rồi các bạn. Rồi bây giờ trên tay của Cường hai cái chìa khóa, bây giờ Cường sẽ khóa nè, khóa xe lại, để cái chìa khóa ra xe nha, ra xa nha. Đó, để nó ở đây, cách xa cái xe khoảng 3 mét thì nó sẽ không có tác dụng nữa. Này, ví dụ như lại Cường mở thử cho các bạn xem nè. Đó, không mở được nha các bạn. Ok, bây giờ hồi nãy là 91551, Cường sẽ bấm cho các bạn như sau. Mở lên. À, nó có sẽ có 2 nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè.
Nếu mà cái ký tự đầu á, các bạn chỉ cần bấm một cái là xong. Cái ký tự thứ hai các bạn nhấn giữ nha, nhấn giữ khoảng 2 giây. Thì 91551 này, 91551 thì đầu hết 91551 thì đều là ký tự đầu hết các bạn. Thì mình bấm sẽ rất là nhanh. Ok, đó, khóa này nha, không mở đâu. Bây giờ mở nào. 91551. Đó. Gương tự động mở ra luôn các bạn. Rồi, ok. 91551. Cường sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem. Đây, khóa cái xe đi. Khóa lại. Đó, đây này, Cường sẽ quay góc này cho các bạn thấy nó mở ra nè. Mở mật khẩu lên. 91551. Đó, gương tự động mở ra là các bạn biết là xe nó mở khóa rồi đó. Rồi, đó là cái cách hướng dẫn các bạn lấy lại mật khẩu nè, là mở mật khẩu trên cái này nè. Nếu mà cái ký tự đằng sau nè, 24680 nè, thì các bạn nhấn giữ nha. Ví dụ như là 1 đó thì mình bấm 1 cái là xong, 3 mình bấm 1 cái là xong, 5 cũng vậy đó. Nói chung ký tự đầu các bạn bấm 1 lần. Còn ký tự đằng sau thì các bạn bấm giúp Cường giữ như vậy nè. Ví dụ như 246 246, tức là nhấn giữ khoảng 2 giây. Ok, đó là cách để các bạn mở mật khẩu. Thì với riêng cái chức năng của cái phần mở khóa bằng mật khẩu này á, thì Cường có vài cái lưu ý muốn chia sẻ các bạn như sau. Tức là các bạn chỉ sử dụng mật khẩu trong những cái trường hợp, ví dụ như là các bạn để quên chìa khóa trong xe mà chẳng may xe nó bị lốc lại, thì các bạn sử dụng cái tính năng mở mật khẩu này. Hoặc là các bạn trong một cái tình huống nào đó mà các bạn bị cái chìa khóa này để ở trong xe mà các bạn rửa xe nha, nó cũng bị nha các bạn. Tức là các bạn để cái chìa khóa này bên trong xe, các bạn rửa xe thì cái phần nước á, nó sẽ có cái tính năng là nó như cảm ứng của mình vậy á. Nó sẽ làm cho cái phần cảm ứng này là bấm liên tục. Thì xe nó tưởng là cái xe của các bạn đang bị trộm á, nó sẽ tự động nó lock hết luôn nha. Nó lock hết, không cho vào bên trong. Thì xe, chìa khóa của mình đang ở bên trong xe thì các bạn không thể nào nổ máy được xe này. Thì lúc đó các bạn sử dụng cái hệ thống mở mật khẩu này để mình vô bên trong xe, mình lấy cái chìa khóa ra thì mình mới để nổ máy được. Chứ cái tính năng này nó sẽ không có tác dụng là, thứ nhất là nó các bạn mở được nhưng mà các bạn không khóa xe lại được nha. Tức là cái chìa khóa này các bạn ở một cái nơi nào đó xa tít mà các bạn quên luôn, mà các bạn mở khóa ra rồi bằng mật khẩu rồi, các bạn muốn khóa xe lại không khóa được nha các bạn. Các bạn lưu ý giúp Cường một điều này nha. Điều thứ hai nữa là không nổ máy được. Tức là các bạn không có cái chìa khóa này, tuy các bạn đã vô được bên trong xe rồi nhưng mà các bạn vẫn không nổ máy được các bạn. Các bạn buộc phải có cái chìa khóa này thì các bạn mới nổ máy được. Còn cái mật khẩu này chỉ có tác dụng giúp cho các bạn vô bên trong xe, không có tác dụng khóa xe, không có tác dụng nổ máy. Các bạn lưu ý giúp Cường nha. Và một cái lưu ý Cường gặp rất nhiều khách hàng gọi điện thoại cho Cường là bị đi rửa xe, chìa khóa để trong xe, cái xong không biết cái tính năng này, cái xong rửa xe một hồi xong xe nó lốc luôn, lốc cứng ngắc luôn, không mở mật khẩu được. Mà mật khẩu thì lại quên, không nhớ mật khẩu, mà không vô bên trong xe để lấy lại được cái mật khẩu. Thì lúc đó là buộc là phải nhờ thợ người ta tới, người ta làm cái chìa này này các bạn, người ta mở bằng cái chìa cơ này này để mình vô bên trong xe. Đó, thì cái video hôm nay Cường chia sẻ cho các bạn, thứ nhất là cái cách lấy lại mật khẩu, thứ hai là khi mà mình bấm mật khẩu thì mình bấm như thế nào, và thứ ba nữa là những cái lưu ý khi mà sử dụng cái tính năng mật khẩu này. Nó không phải là tất cả mà nó chỉ giúp cho các bạn là trong những cái tình huống khẩn cấp để mình vô bên trong xe, mình lấy chìa khóa ra. Nó không có tính năng là khóa xe, không có tính năng là nổ máy xe. Và cũng các bạn lưu ý là đi rửa xe không, tuyệt đối không để chìa khóa ở bên trong xe nếu các bạn không nhớ mật khẩu nha, nhớ nha. Chứ Cường gặp rất là nhiều trường hợp, ít nhất là cũng phải 3-4 trường hợp gọi điện thoại cho Cường hỏi coi mở như thế nào, và chỉ có một cách duy nhất kêu thợ làm khóa tới để người ta xử lý cái chìa cơ này mới vô bên trong xe được, không có cách nào khác nha các bạn. Rồi, ok. Thì một cái trường hợp như thế này, ví dụ Cường lấy giả sử như là mình để quên cái chìa khóa này, mình bị mất chìa khóa luôn, thì làm sao để nổ máy cái xe này? Thì Cường xin trả lời các bạn luôn là sẽ không nổ máy được nha. Thì lúc đó các bạn buộc là phải kêu xe cứu hộ để kéo cái xe này tới đại lý chính hãng gần nhất để người ta xử lý cho các bạn. Chứ không có cách nào nổ máy chiếc xe này
nếu không có chìa khóa trong tay. Các bạn lưu ý giúp Cường. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Hy vọng video hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn một cái phần kinh nghiệm nào đó sử dụng cho chiếc xe Ford Explorer 2022 này. Và những cái Cường vừa hướng dẫn vừa rồi đều áp dụng cho Ford Explorer 2018, 2019 luôn nha các bạn. 2020 thì không có, nhưng mà 2022 và 2018, 2019 sử dụng chung. Cho nên là các bạn hoàn toàn áp dụng cho cái xe của các bạn ở nhà nếu các bạn đi Ford Explorer. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chia sẻ nhỏ nhỏ vậy thôi, để giúp ích được cho các bạn trong cái việc là sử dụng xe được cách hợp lý nhất, đúng nhất, thuận tiện nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.